Tết Trung Thu đang cận kề, các siêu thị, đại lý, cửa hàng trên địa bàn quyền Vĩnh Hưng tưng bừng quảng bá, giới thiệu bánh Trung Thu, đồ chơi và nhiều loại hoa quả từ các thương hiệu nổi tiếng đến từ các dòng sản phẩm truyền thống, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Theo khảo sát năm nay, đa số mặt hàng bánh trung thu được nhiều người ưa chuộng dẫn là các loại bánh đến từ những thương hiệu lớn như Kinh Đô, Thanh Tâm, Minh Châu. Mỗi bánh hiện có giá dao động từ 25.000 đến 100.000 đồng. Đối với dòng sản phẩm cao cấp hơn thì có giá từ 65.000 đến 140.000 đồng một cái, loại lớn khoảng 400.000 đồng một cái. Trước đây, bánh trung thu truyền thống thường có hạn sử dụng trong vòng 27 ngày. Năm nay, một số thương hiệu sản xuất dòng bánh trung thu công nghệ có thời gian sử dụng lên đến 60 ngày, đáp ứng phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ, biếu tặng và từ thiện. Từ hồi đó giờ, thì mình bán ba cái thương hiệu. Thương hiệu thứ nhất là của Kinh Đô, còn thương hiệu thứ hai là của thanh tâm là ở tiền giang đó. thương hiệu thứ ba là của minh châu nhưng mà giống như là thanh tâm thì bán kinh đô là bán chạy nhất năm nào thì tôi cũng cho những trẻ em ở trong các trong trường học đó, xã, huyện năm nào cũng có cho một năm thì nói chung cũng khoảng ba bốn phần thì so như cái giá bánh trung thu năm nay đó, thì tôi thấy là cái giá thì nó cũng như vậy nó không có lên mà cũng không có giảm còn cái thương hiệu mà tôi thường thường mỗi năm tôi mua đó, để cho các bé là tôi mua cái thương hiệu bánh thanh tâm. Càng gần đến Trung Thu, lượng khách đổ về các sạp bánh ngày càng tăng. Vừa qua, Đoàn Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm quyền đã tiến hành công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, cũng như hạn sử dụng một số hàng quá thực phẩm, đồng thời khuyến nghị các cơ sở kinh doanh cần thận trọng kiểm tra nguyên liệu làm bánh và bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng bảo vệ một mùa tết trung thu ấm no vui tươi hạnh phúc